video thì con cũng xin chúc cho tất cả mọi người là được sức khỏe và bình an sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ha. Thì sáng nay con vẫn đi dỡ lờ mọi người ơi, thì bây giờ tiến hành dỡ thì có cá con quay mọi người xem, thì cái nào không có thì con tua bỏ qua, hoặc cái thời gian mà lội ra lấy lờ nó lâu thì con tua nhanh để khỏi mất thời gian của mọi người ha. Tiến hành con cũng mong sao là sáng nay nước nó lên cỡ 3-40 phân thôi, nhưng mà hồi tối ở đây không có mưa nhưng mà mưa ở trên nguồn mọi người, thì nước vẫn về như ý nguyện luôn, cũng tầm nửa mét đổ lại thôi. Thì cũng mong sao là sẽ có nhiều cá để có video hay đã mắt cho mọi người xem ha. Cái này trong video trước á, cây mưa trước lớn hơn cây mưa này, thì nước lớn hơn cái đợt nước này á, thì cái lờ này nó chạy được 13 con, nhưng mà đợt này nó chạy có 1 con mà. Hai con. Có hai con mà sao mà nước lên cũng 4-50 nước mà cá nó không chạy ta, nước lên đẹp ghê mà sao cá không chạy người á, mấy lờ mới được có 3 con. Mấy thế đẹp vậy cá không chạy mà chạy con một. Đặt cái lờ ở dưới mà ông chủ rẫy ông không biết, ông chặt cái bụi tre này. Ông chặt cái bụi tre gai nó ngã xuống tấp một cái lùm, bây giờ qua phải dán cái chỗ này xuống lấy nó hơi lâu, mọi người ráng chờ ha. Quá khổ mọi người, được có con cá vẫn dời lờ này chứ không đặt đây nè, được có con này bự nhất trong nãy giờ. Con đổ cá vô rồi, không có lớn bằng hôm bữa thôi nhưng mình nước cũng khá đẹp mà cá không chạy mọi người. Cột dây thấp thì tới hồi nước ngập là khó tìm cái lờ mọi người, mà cột dây cao thì phải giấu kỹ chứ. Ở đây người đi câu nhiều lắm, ngày nào cũng mấy người đi câu, cái này có đỡ hơn tí mọi người. Này được 4-5 con gì mọi người, cái này chắc qua đổ đếm cái mọi người xem ha, vậy nãy giờ không có cái nào. Đây mọi người, cá đây, 1, 2, 3, ủa đâu rồi, 4, có 4 con này. Lấy cái lờ chỗ đây là được cái video trước mọi người, nếu ai để ý là nhớ nè, 18 con cá là cái lờ này. Bây giờ quăng xuống thăm được thôi, vừa rồi nó chạy 3 cái lờ không mà gần 3 cái cá mọi người, video trước đó. Cái hồi nãy mà Quang mới đổ tức thì mà 4 con cá đó là cái đó được trước, nó chạy 21 con mọi người.
nhiều mọi người á. Cái này là vừa rồi nó chạy 18 con cá này, giờ đợt này cũng nhiều. Ôi trời ơi, sáng nay tưởng chắc không được ký cá nha, hên cái lờ này. Trời mọi người, quá trời. Bây giờ Quang vẫn chỗ cũ, vẫn đem cái xô lên cái bờ đất đó rồi đổi mọi người xem ha. Cái chỗ cũ. Chứ ở đây nó không có cái thế ghim cái điện thoại nha mọi người. Lên đây. Đây ghim chỗ cái bờ đất đây mới xem được. Quay cái điện thoại nó bất tiện khổ mọi người. Bây giờ không có chịu sao vậy. Mọi người xem video cũng thông cảm nha. Hoàng cũng muốn có những cái đoạn phim hay đẹp cho mọi người xem, nhưng mà cái video này nó cũng có nhiều bất cập. Có điện thoại nó có nhiều cái không như ý, mọi người xem thông cảm. Nè mọi người còn nhớ cái lờ nào, cái lờ đứt cái móc nè, đứt cái móc đít này, 18 con cá này. Giờ đợt này cũng nhiều, chưa đếm được không biết bao nhiêu con này. Để Quang mở ra rồi đếm cho mọi người xem. Lát nữa thay cái dây có cái móc mà Quang chuẩn bị sẵn rồi. Chắc chơi kiểu này mỗi lần mở cực. Bây giờ bắt đầu đếm cá mọi người. Con cá. Ủa cá trọng trọng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó ra nhanh quá đếm kịp. 8, 9, 10, 11, 12. 12 con cá mọi người, với lại mớ cua đá nhỏ nhỏ này, bằng ngón tay. Cua này đâu mà nhiều ghê thiệt, cái lờ nào cũng vô đây. Rồi, tiếp tục mọi người. Đây mọi người. Ngon ha. Đang đổ ra mọi người xem. Cái này cũng có mấy con cá khá to này. Nó chuyển nhỏ tại có người ở trên rẫy. Có con to ghê mọi người. Đếm cá mọi người. Con là to kìa. 1. Con là to nhất sáng giờ. 2. 3. 4. 5. 6. 6 con mọi người. Mà có một con to kia luôn. Chà bá luôn. Được một con đó mọi người. Cái chỗ bụi tre đó là đợt Quang đặt phía ngoài đó, là được mười mấy con luôn đó. Mà nước ở đây là không đặt được đó. Ngập tới đầu qua đầu không đặt. Sao nước đẹp vậy mà cá nó chạy yếu quá mọi người ơi. Chẳng lẽ mà Quang mới bắt có mấy ký cá mà hết cá ta. Sông mà lớn vậy sao hết cá được. Con này khá to mọi người.
đẹp ghê, mình sắp cá chạy mọi người ha. Để hết cá thì ta. Được một con thôi. Tiếp tục mọi người. Nãy phía trên này còn ba cái á, một thăm hai cái kia, mỗi cái con qua cũng hơi buồn. Tới cái cuối cùng cá chạy ngon ghê mọi người. Cái này là phải đếm cho mọi người xem thôi ha. Tại một hai con thì Quang nói luôn rồi, đâu cần đếm gì, có cá nhiều Quang đếm. Quang bỏ cái bầu lưới đậy ở trên cái thùng á, sợ cá nó phóng, nó đỡ phóng. Hồi nãy có con cá bự á, nó cứ phóng miết. Chắc đổ bớt nước mọi người, nhiều nước quá nó phóng. Sách đi lâu quá đó, để nước cho nó nhiều nhiều cho cá nó sống tươi đẹp, mình bán nó cũng dễ. Sợ xuống cá chết rồi nó chê này chê nọ, mua đã rẻ rồi, đi làm cực khổ rồi nó làm giá làm đồ nữa, cực lắm mọi người. Quang cũng không nghĩ cái này nó chạy nhiều vậy đâu, tại chỗ đây nó sống nó ít lùm cây đó. Mà do nước lớn là cá nó dạt vô bờ. Đây mọi người, đếm cá hả? 1 2 3 4 cua 5 6 cua nó quăng ấy cũng bỏ, 6 7 8 cua nữa, 9. Ủa, con nó bự, 10. À, con nó vàng đẹp ghê không? Con nó mạnh ghê. 11 12. Được 12 con mọi người. Quá ok. Đây là tổng cá sáng nay chắc cũng được hơn 2 kg. Để lát Quang vô Quang đổ trong cái thao á, quay cho mọi người xem lại xíu rồi cân thử được nhiêu rồi Quang đi bán á. Rồi Quang tạm dừng video. Cá sáng này. Tổng hết cá sáng nay mọi người. Cá to không, không biết khi người ta có thêm tiền cho không. Cá bự ghê mọi người, cá chặt đã hai ngón tay không bằng luôn này, thấy mọi người, hai ngón tay không bằng nó luôn. Không biết người ta có thêm giá nhưng không biết. Bây giờ Quang rút vô cái bị lưới được cân thử coi được nhiêu nha mọi người. Quang xem cũng thông cảm xíu ha, tại vì Quang quay lại, Quang quay sơ lại cho mọi người xem cái mớ cá thì cái cưng á mọi người. Quang để ba lô mà thằng con hôm qua nó soạn đồ sao nó quên, nó không đem đi mọi người. Thì Quang quay cho mọi người xem lại cái mớ cá rồi Quang tranh thủ đi bỏ mọi người, để nó chết hết. Cá bự bự không mọi người, vậy mọi người nhé. Bây giờ Quang kết thúc video đây, Quang đi bán cá. Thì cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ kênh của Quang ha. Thì mọi người xem video mà thấy hay thì mọi người cho Quang xin một like với lại đăng ký kênh để xem những video tiếp theo sau này Quang đăng mọi người nhé. Quang cảm ơn mọi người, bye bye mọi người ha. Trời cá bự, trời ơi con này mà câu mà giật ra sướng gì đâu luôn hả. Mọi người coi cái con này, đâu rồi ta?
trốn cá to, trốn cá to này này, đây con này mà, con này mà câu mà giật, câu mà giật đâu đấy. Luồn lách hay như con lươn. Vậy thôi mọi người nhé, kết thúc video này.